học gặp. Một cái nha bạn ơi. Đây, hãy xuống, vị thầy. Chúc dở lên thăm. Một tay không có bắt được cảnh, quay được cảnh bắt nha các bạn. Giờ tối xong. Ups, nó đã. Đây, cái này là trong cái bắt quái nha. Mấy hôm nay mưa bão quá trời. Em định đây đặt nồi. Nè, cái nồi này đây. Đó. Mình đặt mấy cái gập kia. Mình đang dở mấy cái bát quái ở vuông các bạn. Mà lấy nồi này. Trốn con nọ. Rồi. Còn mấy cái? Còn hai cái đó. Em muốn cọc cái đầu có cái phao lên các bạn. Cái bên đây nè. Cái này như mất luôn hả? Cái này còn. Rồi. Cái súng lạc quá. Mấy con vũ xuống trở xuống hết đi, xuống hết. Mình có bỏ móc một cái phi chổng nè cho nó vô nó ăn. Mày đặt hôm vậy luôn mới dở. Mấy con? Ba con à? Bốn con. Tại con này chối được, chối này chối được con đó. Bốn con nhỏ nhỏ không à? Bốn con nhỏ đổ luôn đi vậy này, không bắt đâu, không con nào bắt được chứ. 150 gram đổ bỏ hết. Rồi đặt lại. Đây đang mất một cái phi. Sáng thiêu của các bạn ơi, dùng tay quá. Mất lại cho nó dở ha. Cua hồi nãy nó nhỏ nhưng mà nó chắc. Mà nó nhỏ quá, bắt cua vàng. Ký có 80 ngàn. Xuống hết đi, rồi tính sao. Được chưa? Để đây. Mẹ ăn gì? Cái cua nhỏ nhỏ hết sao? Nhỏ bên đây.
cua bự ra. Mưa quá trời mưa. Các bạn ơi, câu cá nó có một cái giùm câu nha các bạn. Đây cá đói nó chạy nha các bạn. Cá đó bui á, cá bui cá mục á. Con cá nửa ký vậy. Bây giờ mình lấy con cá vô cái càng câu này nha. Đói bụng. Nó rồi. Đấy. Bỏ vô nó sắn luôn. Phóng lên. Quay không kịp. Mày con mà cầm tay nữa bắt nó nguy hiểm, nó sắn nữa. Ui trời. Con chó. Mày đi lưới cho nó. Thêm cá chạy theo luôn ha. Đây cá đói mục nhiều lắm bạn. Cá đói mục này là nuôi nha. Còn có trên nửa ký luôn á. Xã Ninh Thành Lợi A nha các bạn, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, còn biệt danh nữa là cánh đồng chó ngáp. Thấy chó đi không? Thấy con chó đằng hẳn đi không? Đi lên đây là hồi nó ngáp luôn đó. À, đây là dùng lúa tôm, cua, tôm càng, cá kèo, cá đối, cá phi, đủ thứ người ta cũng nuôi, thẻ. Nhà mình có nuôi ốc nha các bạn. Lúa mới xạ được 5 ngày. Rất là đẹp. Đây cua đang ăn câu các bạn. Sẽ chuẩn bị vớt nó lên. Đây.
chứ không được thì xuống dưới cua luôn. À, đây rất có cua đây các bạn, nhiều cái con cua. Rồi. Các bạn ơi, cảm ơn. Tương ngưng rồi. Cắt cua dép lại đưa gắp vô đây. À, hai bắp đứng thôi. Này bắp đứng rồi quay qua lại nữa. Theo thời gian mình nãy giờ là mình có một người chối trong con cua rồi đó các bạn ơi, là có máu. Bạn ơi đã bị bầm một cái rồi các bạn ơi. Nhưng mà nó nhỏ mà nó không bỏ. Không, đã có máu. Không, các bạn ơi máu đã tuôn ra. Đừng có giật cái nãy cho nó kẹp luôn đi. Bắt khỏe đi. Có cái không gạch á? Bán được gì không? Cua vàng. Vậy sao? Cua cái mà không gạch à? Cắt không? Đã dở một cái lọc cua không có. Gung nhúng nhúng cái xuồng gung tay theo. Đây dở cái nồi đầu tiên. Rồ rồ. Không có chạy. Có luôn. Quay gì cái này tới đây dở này nè. Vô dở cái nồi này nè, nồi thứ hai. Bị hố rồi các bạn ơi.